Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp với các thành viên xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Hội nghị đã cho ý kiến về các nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 252 ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chỉ tiêu tài chính đối với các giải thể thao, dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, kế hoạch luân chuyển, điều động, điều chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính bổ sung số liệu làm rõ nguồn chi ngân sách tăng bao nhiêu khi thực hiện điều chỉnh mức hỗ trợ cho vận động viên, huấn luyện viên. Với dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung thông tin số liệu theo 3 vấn đề cơ sở vật chất trường học, đội ngũ cán bộ giáo viên và chất lượng của học sinh. Báo cáo cần làm rõ thực trạng thiếu phòng học, công trình vệ sinh nước sạch chưa đảm bảo, trách nhiệm của các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh không thể để tình trạng thiếu phòng học kéo dài. Riêng phòng học nha, tôi yêu cầu là kê hết bao nhiêu tôi yêu làm đủ, không bao giờ được phép thiếu phòng học, đấy một nguyên tắc như thế. Hai là vệ sinh cũng vậy, đảm bảo đủ điều kiện. Về nguyên tắc là cấp huyện phải chịu trách nhiệm, về phân cấp rồi, nhưng mà nếu không có tiền thì tỉnh hỗ trợ thêm, có thể hỗ trợ cho 40% nhu cầu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu bổ sung những ý kiến góp ý của đoàn giám sát của Quốc hội trong buổi làm việc tại Hưng Yên vừa qua, nhất là các vấn đề sắp xếp tổ chức các cơ sở giáo dục, tinh giản biên chế trong lĩnh vực giáo dục. Về ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động, điều chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức tỉnh Hưng Yên, hội nghị nhất trí thực hiện phân cấp phân quyền theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phải thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế để đội ngũ công chức viên chức, cán bộ quản lý yên tâm làm việc.